Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã bình siêu tốc giữ nhiệt của Tefan ạ. Với một thao tác chạm rất nhẹ nhàng, chúng mình mở được cái này ra. Thiết kế chuẩn châu Âu với chân đế cắm là 3 chấu ạ. Đây, 3 chấu. Shop sẽ tặng thêm khách hàng một chấu chuyển đổi như này luôn ở trong sản phẩm, nên anh chị mình yên tâm khi mua hàng ạ. Sản phẩm có chức năng giữ nhiệt. Đây, giữ nhiệt tối đa lên 60 phút. Nhiệt độ mình có thể chọn từ 90, 15, 30 và đun sôi ở 100 độ. Sản phẩm ở bên trong này inox 2 lớp, inox 304 như thế này. Bảo hành 24 tháng trên toàn quốc nha. Hàng Tefan là thương hiệu gia dụng hàng đầu của châu Âu rồi ạ. Có 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng gia dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hàng có sẵn tại website hàng rẻ.net.